Xin chào quý vị và các bạn, đây là bản tin 141 trên sóng Đài Truyền hình Hà Nội. 5 phút tới đây của chương trình sẽ gửi tới quý vị những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội về nội dung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về vấn đề tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Triệu, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tốt khi thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, phân định rõ trách nhiệm trong khi thực hiện công tác dân vận, khiến cho công tác này có nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Về phía Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định, trong những năm qua, đơn vị đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, đổi mới nhiều phương pháp, đưa ra những phương hướng mới. Trong thời gian tới, công an các đơn vị sẽ tăng cường công tác tham mưu, không để hình thành điểm nóng, tạo được niềm tin với người dân từ cấp cơ sở, quyết tâm thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản trên các tuyến quốc lộ, cao tốc dẫn từ Hà Nội đi các tỉnh. Theo lời trình báo của người bị hại, ổ nhóm này có 3 đối tượng mang theo kiếm, súng cao su, đe dọa và cướp đi một quyển sổ tiết kiệm trị giá 31 triệu đồng, một iPad cùng ví tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã nhanh chóng vào cuộc xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh giáp danh địa bàn gây án để điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Long Biên đã làm rõ 3 đối tượng gây án là Đào Xuân Thắng 27 tuổi, Bùi Huy Phượng 23 tuổi, Nguyễn Văn Thanh 28 tuổi cùng trú ở huyện Gia Lâm. Qua công tác vận động, ngày 5 tháng 8 các đối tượng đã đến cơ quan công an Long Biên đầu thú. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe ô tô biển giả đi rình rập trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, phát hiện xe ô tô nào dừng nghỉ liền tiếp cận, cầm hung khí đe dọa cướp tài sản. Qua đấu tranh truy xét, ổ nhóm này đã gây ra ít nhất 25 vụ cướp tài sản của các lái xe đường dài. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Cuối tháng 6 năm 2018, sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân về việc bị một số đối tượng liên tục đổ chất bẩn vào nhà để đòi nợ trên địa bàn quận Hà Đông, đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông đã phối hợp cùng công an phường Quang Trung vào cuộc xác minh và bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Nhóm đối tượng này đều có quê quán ở thành phố Hải Phòng, lên Hà Nội mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi dưới nhiều hình thức. Các đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 5 năm 2018 đến khi bị bắt, đã phân nhau bịt mặt thực hiện 8 lần đổ chất bẩn vào 5 căn hộ của các con nợ trên địa bàn các phường thuộc quận Hà Đông. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trà sữa là một đồ uống mà giới trẻ hiện nay đang rất ưa chuộng, với giá thành trung bình khoảng 50.000 đồng mỗi cốc. Tuy nhiên, ít ai biết một số thương hiệu trà sữa hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là khi gần đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ được một lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là hơn 1 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng thu giữ vào hồi tháng 6 tại một cơ sở sản xuất tại Phú Lương, quận Hà Đông. Đáng nói, số hàng hóa này được bảo quản không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều bao bì có biểu hiện bị nấm mốc, lấm bẩn. Và đặc biệt, điểm đến của hơn 1 tấn nguyên liệu bẩn này là những kiosk bán buôn bán lẻ ở quận Hà Đông, đầu mối cung cấp cho nhiều cửa hàng trà sữa ở Hà Nội. Các đối tượng thường là cái như là mua những hàng trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ, có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài về để như là kinh doanh buôn bán. Đấy, bởi vì những cái trà sữa này là không được kiểm định chất lượng, không có công bố và không được cơ quan chức năng quản lý, thì khi sử dụng là có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Dù thực tế nhiều vụ ngộ độc trà sữa đã xảy ra, hay các cơ quan chức năng đã liên tiếp có những vụ bắt quả tang, phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nguyên liệu thực phẩm này không đảm bảo vệ sinh. Thế nhưng người dùng vẫn chủ quan, thờ ơ với chính sức khỏe của mình khi chưa thực sự quan tâm đến nguồn gốc của cốc trà sữa mình đang uống. Tàn người mình, tự hại mình à? Mình lựa chọn sản phẩm ở tại đây mình uống bởi vì là mình biết rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Là một quận trung tâm, tập trung nhiều hàng quán kinh doanh đồ uống, Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất về hàng hóa, nguyên liệu chế biến của những cửa hàng đóng trên địa bàn, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu người dân tìm đến các món đồ uống tăng cao. Thì trước đây qua đánh giá của công an phường thì tất cả do là về lợi nhuận kinh tế thì các cái chủ cơ sở kinh doanh này có nhập một cái hàng hóa từ nước ngoài ở Trung Quốc. Thực ra ở đây cũng rất là khó, nhưng mà khi mà được phổ biến chung thì đa số bà con, các cái chủ cơ sở kinh doanh rồi đều chấp hành, không kinh doanh cái mặt hàng trên nữa. Rất mong muốn là những người dân mà khi mua bán và phát hiện những cái cơ sở kinh doanh mà nhất là những cái loại trà sữa mà không có nguồn gốc
đấy, thì cũng là nên báo cho các cơ quan chức năng như chính quyền địa phương hoặc là những cơ quan như cảnh sát môi trường hoặc là như là bên quản lý thị trường để kịp thời ngăn chặn những cái hành vi vi phạm. Trong khi nguyên liệu trà sữa bẩn đang tràn lan trên thị trường, lực lượng chức năng khó có thể kiểm soát được hết, thì mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần hết sức cẩn trọng và nên lựa chọn những thương hiệu trà sữa có uy tín, được chứng nhận đảm bảo vệ sinh để sử dụng, nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và gia đình mình. Thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng của bản tin 141 ngày hôm nay. Cũng đừng quên cung cấp cho chúng tôi những thông tin về tình hình an ninh trật tự nơi bạn sinh sống qua fanpage Bản tin 141. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.